Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VVS Channel. Và ngày hôm nay mình muốn đem đến cho các bạn một thông tin thú vị đây. Đó chính là lại có thêm một người nổi tiếng nữa xuất hiện trong đội ngũ của Bika Team. Đó chính là một vận động viên chèo thuyền tham gia vào dự án B với vai trò là đối tác hay còn gọi là partnership, và là nhà phân tích nghiên cứu Web3 Blockchain. Và đây là một thành viên rất trẻ của đội ngũ Bika Team. Và cô gái này mang tên là Stephen Greer. Nói về thành tích của cô gái này thì Greer là nhà vô địch U23 thế giới 2 lần ở nội dung chèo thuyền 8 nữ vào năm 2017 và năm 2018. Và sau đó vào năm 2018 thì Greer đã tiếp tục đã giúp cho đội tuyển 8 nữ cao cấp giành huy chương bạc tại giải vô địch thế giới luôn. Greer cũng đã đua tại đại học Stanford ở hạng 8 nữ từ năm 2016 đến năm 2019 và giành huy chương đồng mùa giải sinh viên năm thứ nhất và giải bạc mùa giải thứ hai tại giải vô địch NCAA và đứng trong thứ tư trong cả 2 năm cấp 2, cấp 3 của mình. Nói chung, Greer được vinh danh là một trong những người đầu tiên toàn Mỹ trong 3 năm cuối cùng tại đại học Stanford. Và vào năm 2019 thì Greer cũng đã tiếp tục về đích ở vị trí thứ 8 tại giải vô địch thế giới và giúp Canada đủ điều kiện để tham dự Thế vận hội mùa hè năm 2020. Cùng với rất nhiều những thành tích khác của Greer mà các bạn có thể xem ở Wikimedia hoặc là Go Stanford hoặc là Olympic hoặc là Rowing Canada. Một cô gái còn rất trẻ tham gia vào đội ngũ của Bika Team. Và việc mà Greer tham gia vào đội ngũ của Bika Team với vai trò là một đối tác và nhà phân tích nghiên cứu Web3 Blockchain thì chúng ta có thể thấy sức hút của B-Network đối với những người nổi tiếng hoặc rất tài giỏi. Các bạn có thể thấy là Greer là nhà vô địch U23 thế giới 2 lần ở nội dung thuyền 8 nữ. Nhớ luôn nha mọi người. Một người rất giỏi, vô địch toàn thế giới luôn. Và bây giờ là trở thành đối tác, một partnership và một nhà phân tích nghiên cứu tại Bika Team. Và dành cho bạn nào không biết thì trước đó chúng ta cũng đã biết được một vài gương mặt nổi tiếng liên quan đến đội ngũ Bika Team và B-Network rồi. Mà nếu như bạn nào không biết thì mình có thể kể đến như là Justin Wu, một trong những người rất nổi tiếng trong cộng đồng blockchain trên toàn thế giới luôn. Anh từng là nằm trong nhóm marketing của đội ngũ Bika Team. Mặc dù bây giờ không còn làm việc ở Bika Team nữa, nhưng mà Justin Wu luôn là dành những cái lời lẽ tốt đẹp cho B cũng như là khuyến khích mọi người tham gia vào dự án B-Network. Hay người thứ hai cũng nổi tiếng không kém, đó là Kristen Bird, một trong những người rất là nổi tiếng, đã từng một tay cùng với đội ngũ Bika Team viết nên sách trắng của B. Đấy, thì nếu bạn nào không biết thì Kristen Bird chính là cựu giám đốc tiếp thị của Columbia Pictures, một trong những hãng phim rất nổi tiếng với rất nhiều bộ phim mà mình nghĩ kể tên ra đây các bạn sẽ biết. Ví dụ như bộ phim Người Nhện, Spider-Man này. Từ đó chúng ta có thể thấy được B có sức hút mạnh mẽ như thế nào. Hay ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta có thể biết một trong những doanh nhân ngàn tỷ rất nổi tiếng, đó là Lê Hoài Anh, cũng là một người tham gia và thường xuyên đăng bài về B Network, kêu gọi mọi người tham gia vào B. Trong khi đó, Lê Hoài Anh lại là chủ tịch của công ty cổ phần Thủy Lập hay còn gọi là HAL Group và sở hữu hàng trăm hàng ngàn tỷ, nhưng vẫn khuyến khích mọi người đào B. Đó là những cái thông tin mà dành cho những bạn nào mới tham gia vào B mà không biết. Tất nhiên, ở phía sau đó, những người tham gia đội ngũ Bika Team hoặc kể cả những người ủng hộ và đang đầu tư vào B thì có rất nhiều. Và trong đó cũng có rất nhiều những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng hoặc là nắm giữ một số tài sản khổng lồ. Và qua thông tin này, chúng ta có thể thấy kể cả những người nổi tiếng họ cũng tham gia vào B. Trong trường hợp này là Greer là một nhà vô địch thế giới 2 lần tham gia vào vai trò cộng tác với B Network, để cho chúng ta có thể thấy được sự lan tỏa và sức mạnh, sức hút của B là lớn như thế nào. Và đó là cái thông tin đầu tiên, một thông tin mình nghĩ là rất tích cực và giúp cho nhiều pioneer có thêm những năng lượng tích cực và giúp cho những bạn chưa dám tin tưởng B củng cố lại niềm tin của mình thông qua những thông tin này. Và ngoài ra thì mình cũng có thêm một thông tin nữa đến từ một website sàn thương mại điện tử đồng thuận với giá 314 đi mang tên là ExpressB. Mà nhìn cho những bạn nào không biết thì đây là một website đã được phát triển từ rất lâu từ một nhóm mang tên là Trinity, và trụ sở hiện tại của ExpressB hiện tại đặt tại Dubai luôn nha các bạn. Và mình cũng đã chia sẻ với bạn trước đó thì ngày hôm qua họ đã có một cái dòng Twitter mà mình muốn chia sẻ ngay cho các bạn. Đó chính là các cổng thanh toán như e-wallet này, online banking hoặc là thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hiện có thể thực hiện trong trang ExpressB do Sendic cung cấp, và sắp tới sẽ là B Payment.
Đây chính là nỗ lực của nhóm XRedBee. Đấy, các bạn có thể vào và xem những sản phẩm ở trang web xredbee.com. Hiện tại thì trang web này đang trong giai đoạn hoàn thiện với gần khoảng 10 loại ngôn ngữ, với việc hỗ trợ gần 10 ngôn ngữ cho 10 quốc gia khác nhau, và trong đó có cả Việt Nam chúng ta luôn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh đây này, rất nhiều những cổng thanh toán ở đây. Chúng ta có thể dễ dàng sử dụng nhiều hình thức thanh toán ở XRedBee, thậm chí là có luôn cả Shopee Pay này, GrabPay này, 7-Eleven này, Mastercard và Visa này. Rất là nhiều những cổng thanh toán nổi tiếng trên thế giới. Đây chính là những nỗ lực tuyệt vời mà chúng ta cần ghi nhận của đội ngũ XRedBee.com. Và với việc liên kết được những cổng thanh toán nổi tiếng trên thế giới này vào trang web XRedBee thì đây sẽ là một trong những thành tựu đáng ngạc nhiên của XRedBee để giúp thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái B-Network trong tương lai. Và đó là toàn bộ thông tin ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ mang đến những nguồn động lực cho các bạn copy chăm chỉ. Bây giờ, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.